bảo tồn nó phải theo nó. Châu Giang, một nhánh của sông Hậu chảy dài và bao quanh các ngôi làng chăm An Giang. Dòng sông muôn đời vẫn vun đắp cho cuộc sống nơi đây, trở thành một nét đặc trưng không thể tách rời với người dân xã Tân Châu. Dọc theo dòng Châu Giang, hàng trăm năm qua, người Chăm Hồi giáo Islam đã định cư tại các vùng đất cao hoặc những cù lao xanh mướt, tạo lập một cộng đồng mang nhiều bản sắc, góp phần làm đa dạng nét văn hóa dân tộc trên châu thổ Cửu Long. Nhưng để có được cuộc sống yên bình bên dòng Châu Giang, người dân Hồi giáo Islam cũng đã phải trải qua nhiều cuộc bể châu. Có lẽ thể hiện rõ nhất điều này khi đi dần về phía trong làng, hầu như chỉ bắt gặp những gương mặt người già và trẻ em, những gương mặt dường như chất chứa điều gì đó không thể giải bày. Một cuộc sống giản dị, yên bình đến mức u tịch. Những người trẻ đã không chọn gắn bó với làng, họ quyết định rời đi, tìm đến thành phố xa hoa để kiếm sống, lập nghiệp. Và cũng vì thế nên những nét văn hóa truyền thống đang dần mai một, thiếu người giữ lửa. Một trong số đó là văn hóa thổ cẩm của người Chăm ở làng Châu Phong. Nét văn hóa chỉ còn sót lại vài ánh lửa trong buổi hoàng hôn. Nghề dệt thổ cẩm ở Châu Phong hình thành từ rất sớm, xuất phát từ nhu cầu ăn mặc của gia đình, sau nữa là nhu cầu trao đổi hàng hóa với các dân tộc khác. Vì vậy, trong những năm hưng thịnh nhất, nơi đây có đến hơn 200 hộ làm nghề. Người người nhà nhà đều kéo sợi dệt vải. Các thợ lành nghề thi nhau xem ai dệt khéo và nhanh hơn. Người Chăm rất coi trọng việc lựa chọn nguyên liệu. Họ không dùng trực tiếp ống chỉ mua về, mà chia ra thành nhiều ống nhỏ trước khi kéo canh. Ba loại chỉ thường được sử dụng là chỉ cô tông, chỉ tơ và polyester. Màu nhuộm đặc trưng của thổ cẩm được tạo ra từ một vài loại đất đá, kết hợp với các loại rễ, lá và trái cây. Đây là những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, nhưng lại không thể thiếu trong quá trình tạo ra một dải thổ cẩm sặc sỡ. Những sợi chỉ sẽ được nhúng vào nước cho ướt thật đều, đem vắt kiệt cho ráo hết, rồi mới bắt đầu cho vào nồi nước hồ đã trộn sẵn này, để nhúng trong tầm khoảng 30 phút. Sợi nhuộm mang ra xong xả cho sạch và phơi khô. Tiếp theo người ta căng sợi cho thẳng, rồi tháo các nút buộc dây ni lông trên sợi. Các điểm buộc này khi tháo ra sẽ có màu trắng, khi dệt sẽ tạo ra hoa văn theo những mẫu khác nhau. Các công cụ làm nghề dệt thổ cẩm của người Chăm ở An Giang cũng khá đơn giản, bao gồm sa quay chỉ, khung kéo canh và khung dệt. Nhưng những đôi tay khéo léo cùng một lúc đưa ba con thoi nhịp nhàng qua lại trên khung dệt mới thấy hết cái nghề lắm công phu này. Để suốt chỉ, người ta dùng một sa quay để quay từ con chỉ hoặc ống lớn vào các ống nhỏ để mắc canh, hoặc quay từ ống suốt để đưa vào con thoi dệt chỉ. Mắc canh lần 1 sẽ tính được số mét dải, mắc canh lần 2 sẽ tạo ra được mẫu hoa văn trên dải. Nét đặc sắc trong kỹ thuật dệt của người Chăm là làm cho hoa văn nổi lên giữa nền dải và đường chỉ ngang mà không bị che khuất giữa các màu. Sản phẩm nơi đây thường sử dụng những kiểu hoa văn truyền thống như con thoi, hoa dâu, mắt võng, cánh quạt hay răng cưa. Có thể thấy,
Để có được một thước thổ cẩm cho phong nước tiếng, phải trải qua các công đoạn thủ công tỉ mỉ và công phu. Dù mất nhiều công sức, nhưng những con người Chăm qua bao đời vẫn cố gắng gìn giữ những nét độc đáo trong kỹ thuật dệt, kỹ thuật nhuộm màu và đảm bảo các sản phẩm làm ra có chất lượng tốt, mịn, bóng và bền. Ở thời kỳ hưng thịnh, giao thương phát triển, sản phẩm dệt của người Chăm ở An Giang đã vượt ranh giới địa phương, đến khắp mọi miền, thậm chí ra tận nước ngoài. Số lượng đặt hàng tăng lên mỗi ngày, đời sống của bà con làng dệt ngày càng sung túc và họ càng thêm gắn bó với nghề truyền thống. Sau cái ngày này nó có lúc mà nó không có thịnh nữa. Giang danh cả mảnh đất An Giang và dương ra tận năm châu là thế. Thổ cẩm châu Phong dường như vẫn không thắng nổi thời thế đổi thay. Chính quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày càng nhanh đã khiến thị trường cùng nhu cầu của người dùng thay đổi. Người dân dần không còn mặn mà với những thước chải rực rỡ mang đậm nét truyền thống, văn hóa người Chăm. Với một tấm vải thổ cẩm châu Phong, người thợ dệt thủ công có thể mất nhiều ngày đến nửa tháng mới hoàn thành. Trong khi chiếc máy dệt công nghiệp có thể cần chưa đến nửa ngày đã cho ra một tấm vải mỹ miều cùng kích cỡ. Đứng trước sự cạnh tranh với dệt công nghiệp, cùng tương lai bèo bọt, nhiều người Chăm bỏ nghề truyền thống đi tìm kiếm một công việc khác, mang lại kinh tế ổn định, một nghề có thể đảm bảo cho cuộc sống ấm no của họ. Những con người Chăm tỉ mỉ luôn trân quý nghề dệt truyền thống, đều mong muốn níu kéo thời gian dừng lại ở thời khắc hưng thịnh nhất. Mỗi ngày trôi qua, họ đều đau đáu về sự mai một của nghề dệt. Sâu trong thâm tâm là niềm tin về một ngày mai sẽ khác. Ngay mà những khung cửi, những cuộn sa quay chỉ, những khung kéo canh, tất cả sẽ đều hoạt động trở lại. Thổ cẩm châu Phong sẽ vực dậy. Thì xem như có nhiều lớp đào tạo cái nghề dệt này để mình tìm cái những cái lớp kế thừa đó, nhưng cũng có nhiều người học rồi chắc có lẽ họ cũng không thích, mấy nhất là lớp trẻ không thích để đi làm nghề khác. Còn về ở cái gia đình của chú thì có con gái Úc á, nó cũng có tâm huyết sau này nó sẽ là nối cái giữ lại cái nghề nối nghiệp nữa, cái nghề sau này. Thì mình nghĩ lại, nếu mà ba mẹ mình già đi là cái nghề này truyền cho ai, thì anh chị mình nó cũng đi làm nước ngoài, nó còn một mình thì mình cố gắng giữ nghề. Nếu mà mình bỏ đi nữa thì ba mẹ rất là buồn, và cái nghề của mình thì nó sẽ bị mai một và không ai biết nữa, nên chị nghĩ như vậy nên chị quay về. Sinh ra trong một gia đình có nghề dệt truyền thống, Safina là một trong những người trẻ nhiệt thành đang tiếp tục cống hiến sức mình trong việc gìn giữ và phát triển nghề. Trước khi trở về tiếp nối nghề dệt truyền thống qua hơn 100 năm, Safina vẫn đang ổn định với công việc tại một công ty thương mại điện tử ở Malaysia. Trong bối cảnh nghề dệt đang mai một, thì quyết định của Safina là một điều gì đó khó tin đối với nhiều người.
Mặc dù đam mê nghề dệt châu phong luôn âm ỉ trong lòng, Safina và gia đình vẫn không tránh khỏi những nốt trầm nặng nề xuyên suốt hành trình dự lửa của mình. Trong quá khứ, gia đình và cả Safina đã quyết định từ bỏ nghề và thật sự đã ngừng dệt trong một khoảng thời gian dài. Đứng trước những khó khăn bủa vây, tương lai nghề dệt châu phong dường như mờ nhạt và khó vững. Thiếu hụt những người thợ lành nghề, chi phí sản xuất mỗi công đoạn không rẻ, khó khăn về việc tìm đầu ra cho sản phẩm, cũng như giá cả nguyên liệu trên thị trường biến động khôn lường. Tất thảy khiến cho nghề dệt của người Chăm chênh vênh hơn bao giờ hết. Làm sao duy trì và gìn giữ được nghề dệt truyền thống là nỗi niềm trăn trở, không chỉ của thế hệ mở đầu của thổ cẩm châu phong, mà còn là của thế hệ sau này. Mà có cái nghề này xong á, thì cũng có được sản phẩm gì vậy đâu. Trưng bày nhỏ xíu mà. Nhưng mà sản phẩm rất là đặc sắc ngay lúc trước á, đẹp lắm. Nhưng mà bán không có được. Thì mình đừng có suy nghĩ là cái nghề này là nó không có thu nhập, hay là nó thu nhập ít hay là gì đó mình chê. Nhưng mà không phải như vậy. Mà nếu mà mình biết sử dụng đúng chỗ, mà mình biết phát huy, thì cái nghề của mình nó sẽ đem lợi ích cho mình. Lựa thử vàng, vàng nàng thử sức. Đây có lẽ là câu nói gắn liền với Safina và hành trình gìn giữ nghề dệt của gia đình. Trải qua bao khó khăn, Safina nhận ra rằng cần phải có một hướng đi mới cho việc lưu giữ, phát triển nghề. Trong tương lai thì chị muốn phát huy là về thương mại điện tử. Chị muốn quảng bá cái sản phẩm của chị lên website. Tại vì cái đó là cái nghề của chị làm lúc trước ở Malaysia. Nó cũng thuận lợi để chị biết. Nên chị trong tương lai là chị sẽ làm như vậy. Với tình yêu dành cho thổ cẩm truyền thống, Safina có thể được xem là người tiêu biểu cho thế hệ sau này, thế hệ mà những người trẻ sẵn sàng quay lại, tiếp nối hành trình bảo tồn và phát triển làng nghề. Chị rất là mong muốn là muốn phục hồi lại cái nghề hương thỉnh ngày xưa. Nhưng mà cái đó là chắc chỉ là ước mơ thôi, nhưng mà sẽ cố gắng. Thổ cẩm luôn là niềm tự hào của mỗi người Chăm châu phong. Chính vì vậy, tư tưởng gìn giữ những giá trị truyền thống đã khắc sâu vào tâm trí của nhiều thế hệ. Safina không hề đơn độc trên hành trình nuôi dưỡng nghề của gia đình. Người đã chỉ dạy và theo sát Safina từ ngày đầu học nghề là mẹ cô, một người yêu nghề và am hiểu nghề này nhất trong gia đình. Không chỉ vậy, sự giúp sức từ những nghệ nhân thế hệ trước, với mong muốn cùng nhau tạo dựng, gìn giữ những giá trị văn hóa riêng biệt, chính là nguồn động lực vô cùng mạnh mẽ. Gia đình Safina hiện đang vận hành 10 khung dệt hiếm hoi còn lại ở Vũng Xoài. Trong số này, có một khung mắt có tuổi đời trên 100 năm, được xem là chỉ còn một chiếc ở Vũng Xoài mà gia đình chị đang giữ. Dòng châu giang xanh xanh, với chiếc khăn xanh thướt tha của em, giấc mơ tuổi thơ tôi. Đâu xa muôn trùng vẫn nhớ. Phải có người nói nữa, tại vì cô lớn tuổi đi, ví dụ một 10 năm 20 năm là cô phải già rồi, cô phải có người thay thế. Có. Dạ có cô. Không, cô còn nhỏ. Phải dạy cho nó biết. Mai mốt là cô chắc chắn sẽ dạy cho con cô. Sẽ dạy cho nó biết mà. Tại vì cô là yêu nghề lắm, cô gắn bó là
mươi mấy năm con sẽ chạy cho mấy đứa bé biết. Tại vì nghề này nói là cũng khó, nếu mà có học á cỡ 3 tháng là sẽ biết rồi. Cô mong muốn mà cô cũng mong muốn lắm nghề này phát triển người xưa, nhưng mà bây giờ á là thay đổi nhiều lắm không? Tại vì nó chuyển qua nghề thiêu với nghề may là máy móc không à. Chứ là sau này cô muốn nghề này là nó sẽ có nhiều hộ người ta đam mê giống cô, người ta sẽ làm tiếp tục nữa. Cứ vậy, tình yêu với nét đẹp truyền thống của đồng bào chính là sự kết nối giữa không chỉ hai thế hệ nhà Sapina, mà còn là sợi dây thắt chặt, cổ động tinh thần những thế hệ sau bước tiếp cùng nghề dệt. Nhờ vào việc làm của Sapina, một số nghệ nhân đã được sống lại với đam mê mà vẫn có thu nhập ổn định. Song, quan trọng hơn là việc làm của Sapina đã giữ được lửa nghề trăm năm, đồng thời giúp quảng bá nét đẹp truyền thống của đồng bào đến với bạn bè quốc tế. Bên cạnh nghề dệt truyền thống, người Chăm Islam vẫn luôn nỗ lực gìn giữ những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào mình. Nổi bật là tháng Ramadan, tháng nhịn ăn hay còn gọi là tháng ăn kiêng của người Hồi giáo. Họ quan niệm rằng nhịn ăn uống là để thể hiện sự thông cảm với những người nghèo đói, những đồng bào còn chưa đủ ăn, đủ mặc. Đồng thời, luyện cho con người một sự tiết chế, chống lại những cám dỗ vật chất để tạo thuận lợi cho việc sau này lên thiên đàng. Trải qua đoạn thời gian chênh vênh vì khó khăn, trong khâu nguyên liệu và tìm kiếm thị trường, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm đứng trước nguy cơ thất truyền. Giờ đây, dưới sự bao bọc, dung dưỡng, nỗ lực giữ nghề, giữ lại nét đẹp văn hóa bản địa, nghề dệt châu Phong truyền thống vẫn sống. Ngọn lửa nghề trăm năm này như một dải thổ cẩm mềm mại, uyển chuyển, khéo léo đi sâu vào từng ngóc ngách sinh hoạt, vào nét đẹp văn hóa, và ánh lên trên từng nụ cười của những người nghệ nhân. Rồi một ngày, theo bước chân của những người trẻ qua về, tiếng dệt sẽ lại được vang lên bên dòng châu giang huyền thoại.
ước mơ xanh trong đêm vàng. Ôi dòng sông yêu dấu đã cho tôi nhìn